Mình xin nói một chút về cái trận này. Bên nó cũng hòa phết. Ý là đội tôi với đội bạn cũng hòa phết. Nhưng mà cái độ ngô á các bạn, người ta thường gọi là ngu, tôi thì gọi là ngô đi, nghe nó nhẹ nhàng hơn. Tôi không biết cái nào nó nhẹ hơn, nhưng mà tôi là thích gọi ngô hơn. Vì cái độ ngô ấy, thì bên tôi có thằng gừng ấy, gọi là thằng tù quýt ấy, chuột này nè, nó ngu hơn các bạn ạ, hơn cái ông cây lem bên bển nhiều. Thì tôi nói gọn vậy thôi, cảm ơn mọi người xem video nha. Yeah.
under attack. Ally slain. Tem tôi hàng tàu quốc gia AD nó chán vãi linh hồn luôn ý. Trời má, gần nó không làm được cái gì luôn ý. Má ơi, level cao mà như... Trời ơi. Thiệt nhiều pha nó hợp từng cái di chuyển, từng cái... Nói chung tất cả luôn, tôi binh cho nó hết luôn á. Trời ơi, lo cho thằng rừng từng A tới Z. Cái gì vậy trời? Thua toàn vô tém không? Đây nè mọi người ơi, dành cho ai cần nha. Burdens of the past.